Ở video này thì tôi sẽ trả lời câu hỏi của một bạn về bài thuốc nam điều trị thoái hóa đĩa đệm từ cây chìa vôi và cách dùng cây chìa vôi để điều trị thoái hóa đĩa đệm hiệu quả nhất. Bạn Phan Hoàng Ân ở Long An có hỏi: tôi bị đau lưng khoảng gần một năm nay, đi khám mãi không ra bệnh. Bác sĩ bảo là tôi bị thoái hóa đĩa đệm nhẹ, nhưng tôi ngủ dậy lúc sáng rất là đau, nhất là những ngày công tác nhiều. Tôi làm trong ngành điện nhưng tôi ngồi văn phòng. Vui lòng tư vấn giúp tôi xem bài thuốc từ cây chìa vôi có giúp tôi điều trị được thoái hóa đĩa đệm hay không. Tôi xin cảm ơn. Chào bạn Ân, tôi xin phép được trả lời câu hỏi của bạn như sau. Thoái hóa đĩa đệm là hiện tượng các đĩa đệm ở cột sống bị hao mòn do một nguyên nhân nào đó gây nên. Thường là do đặc thù của môi trường làm việc, những người làm văn phòng ít vận động thì dễ mắc phải căn bệnh này. Thoái hóa đĩa đệm thì cũng tương tự như là bệnh thoát vị đĩa đệm, một căn bệnh vô cùng khó chịu, sẽ gây đau đớn và ảnh hưởng rất là nhiều đến chất lượng cuộc sống của người mắc phải căn bệnh này. Hiện nay thì có nhiều phương pháp để điều trị thoái hóa đĩa đệm. Thứ nhất là dùng thuốc tây hoặc là dùng cây thuốc nam. Phương án thứ ba là phương án phẫu thuật. Đây là phương án cuối cùng nếu như sử dụng thuốc không có hiệu quả, bởi phương án phẫu thuật thì rất là tốn kém và chứa nhiều rủi ro. Hiện nay thì các bệnh nhân đa phần là ưu tiên sử dụng cây thuốc nam để điều trị bệnh, bởi vì cây thuốc nam thì rất là an toàn, chi phí thấp, và dùng cây thuốc nam thì điều trị bệnh thì hiệu quả lại cực kỳ cao. Đa phần những bệnh nhân chỉ khỏi bệnh từ 1 đến 3 tháng uống thuốc liên tục. Cây chìa vôi là một cây thuốc điều trị bệnh thoái hóa đĩa đệm từ rất là lâu trong dân gian. Thời gian qua thì Thảo Dược Đức Thịnh đã ứng dụng bài thuốc từ cây chìa vôi kết hợp với 5 vị thuốc khác để điều trị bệnh cho rất là nhiều những bệnh nhân bị thoái hóa đĩa đệm. Trường hợp của bạn là bị thoái hóa đĩa đệm nhẹ thì bạn chỉ cần sử dụng bài thuốc trên khoảng thời gian từ 1 đến 2 tháng thì sẽ khỏi hẳn. Bài thuốc điều trị thoái hóa đĩa đệm bao gồm 6 vị, trong đó thì cây chìa vôi là vị thuốc đứng đầu bảng. Bài thuốc bao gồm các vị như sau: cây chìa vôi 40g, cây cỏ xước 20g, tầm gửi 20g, lá lốt 20g, dền gai 20g và cây cỏ ngươi 20g. Các vị thuốc trên bạn đem phơi khô rồi đem rửa sạch, sắc với 1 lít rưỡi nước, sắc cạn còn khoảng 1 lít nước và chia ra làm nhiều lần uống trong ngày. Uống sau bữa ăn khoảng 20 phút. Lưu ý là khi trong thời gian sử dụng thuốc thì bạn không nên uống rượu bia và các chất kích thích. Nếu như có sử dụng thuốc tây thì bạn nên cắt thời gian dùng thuốc tây ra khoảng 30 phút và không dùng cho phụ nữ đang mang thai. Cách dùng cây chìa vôi thì khá đơn giản và mang lại hiệu quả rất là cao. Nếu như bạn có nhu cầu đặt mua thuốc thì bạn hãy gọi đến số hotline bên dưới để được nhân viên tư vấn và giao hàng tận nơi ạ.